xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập vào kênh của âm thanh hạnh. Hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2019, cửa hàng âm thanh hạnh xin phối ghép một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một cặp loa đến từ Anh Quốc Canon 66 và cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc Omni Fisher 800T và một chiếc đầu CD Acouphony DP65V. Vâng, sau đây cửa hàng xin kính mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh hạnh cùng vào thẩm âm và đánh giá chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng đang phối ghép trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, tại thời điểm này thì chiếc Omni Fisher 800T có giá là dưới 50. Một cặp loa Canon 66 đẹp như trước mắt quý vị và các bạn thì nó có khoảng giá là dưới 52 triệu. Một chiếc đầu CD Acouphony DP65V nó có khoảng giá là dưới 60. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
修炼。
gặp lại quý khách hàng trong các clip tiếp theo. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt.